Man United xác định mang về cầu thủ đầu tiên ở phiên chợ đông. Theo Talksport, Man United quyết tâm mang góc hầu đến Old Trafford vào tháng 1 và ba lãnh đạo của câu lạc bộ đã chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ Ten Hag khi kỳ chuyển nhượng mở cửa trở lại. Quỷ đỏ được cho là câu lạc bộ duy nhất đã liên hệ với PSV để thảo luận về một thỏa thuận có thể có dành cho góc hầu. Mức giá của góc hầu rơi vào khoảng 50 triệu euro. Cody Gakpo rất cởi mở về tương lai trong bối cảnh bản thân đang có phong độ tuyệt vời trong mùa giải này. Cầu thủ tấn công người Hà Lan có 13 bàn và 17 kiến tạo cho PSV từ đầu mùa, cũng ghi được 3 bàn tại World Cup. Gakpo từng nói chuyện với Erik ten Hag về khả năng chuyển sang Manchester United vào mùa hè trước, khi nhà cầm quân này quyết định chi 85 triệu bảng cho cầu thủ chạy cánh của Ajax, Anthony. Sau khi thương vụ chuyển tới Old Trafford đổ bể, Gakpo liên tục khẳng định Man United là bến đỗ trong mơ. Hiện tại, chân sút 23 tuổi đang nhận được nhiều sự quan tâm. Dù vậy, Quỷ đỏ vẫn quyết tâm có được chữ ký của Gakpo.